Giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 5, giá gà trắng giảm, giá gà ta tăng cao, vịt thịt khan hàng. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 25 tháng 5 tại các vùng. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp vẫn tiếp tục có xu hướng giảm, giá gà ta thả vườn tăng cao, nguồn hàng khá khan. Bên cạnh đó, giá vịt thịt giao dịch ở các vùng vẫn chưa có biến động nhiều. Giá vịt thịt hôm nay khan hàng. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với chúng tôi. Nhiều thương lái thu mua vịt ở các vùng miền Bắc cho biết Giá vịt hôm nay không có biến động nhiều, nguồn hàng vẫn khá khan. Giá vịt bầu cánh trắng loại đẹp vẫn duy trì ở mức trên 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai bơ bán tại trại ở Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang từ 45.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt bán tại trại ở các vùng Đồng Nai, Bình Phước từ 43.000 đồng đến 46.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ vịt vẫn thuận lợi, nhưng nguồn hàng thu mua ở các trại vẫn khá khan nên chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc săn hàng cung cấp cho khách." Ông Phạm Văn Đông, thương lái ở Long Thành, Đồng Nai tiết lộ. "Giá vịt xiêm vẫn ổn định ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg tùy loại. Giá vịt trời bán buôn ở các vùng từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con. Giá ngan trắng hàng cái giá bán cho thương lái tại các vùng miền Bắc duy trì ở mức trên 70.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg." Giá gà thịt hôm nay, gà công nghiệp có xu hướng giảm giá, gà ta thả vườn đắt hàng. Theo nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà ta ở Hà Nội, Hòa Bình, giá gà thả vườn loại một hôm nay vẫn đang có xu hướng tăng. Giá gà lạc thủy hôm nay vẫn ở mức cao từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi kg loại trên 4 tháng. Giá gà lai trọi nuôi bán chăn thả trên 3,5 tháng bán tại trại ở các vùng miền Bắc đạt trên 70.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà minh dư bán tại các trại ở Ninh Bình. Hà Nam, Hà Nội, loại trên 3 tháng đến 3,5 tháng đạt trên 80.000 đồng mỗi kg. Theo bà Phạm Ngọc Thi, thương lái thu mua gà ở Hà Nội, Hưng Yên, hiện nguồn hàng gà thịt vẫn khan do áp lực giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên người nuôi tại các địa phương giảm đàn hoặc nghỉ nuôi khá nhiều. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng gà thịt tại các sự kiện, đám cưới, nhà hàng tăng khá cao nên giá mặt hàng này liên tục tăng. Thời điểm này giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao nên nhiều người nuôi vẫn ngại và đàn nên nguồn cung gà thịt vẫn sẽ giảm có thể từ nay đến cuối năm giá gà vẫn sẽ tăng và giữ ở mức cao, bà Thi dự đoán. Cập nhật giá gà công nghiệp tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà lông trắng bán tại các trại gia công ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, vẫn có xu hướng giảm. Giá gà trắng loại trên 3,4 kg mỗi con bán tốt mới được khoảng 34.000 đồng mỗi kg. Giá gà thả vườn ở các vùng Đồng Nai, Bến Tre. Bán buôn loại trên 4 tháng tuổi được khoảng trên dưới 100.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà vịt kiểm tra kỹ dưới nách nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ xung quanh vết nước phồng lên có màu đen để một thời gian màu đen sẽ phát tán rộng ra ông hợi thông tin phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ức bụng gà vịt nếu hàng có bơm nước màng da sẽ bị rách nước chảy ra ngay ông hợi tiết lộ để mua được những con gà khỏe mạnh không có bệnh ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm ủ rũ mỏ chảy nước rãi mắt lờ đờ cánh xệ dáng vẻ mệt mỏi đầu lúc nào cũng chui xuống dưới ông hợi cho biết thêm khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nhau, thân gầy gò, ức trơ xương, lồng sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bệch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm còn vịt da bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng